xin cảm ơn các cô chú trong hội hữu Bạc Liêu, và cảm ơn cô chú đã thương tiếng hát tiên phụ, mặc dù cũng không có chương trình đây nhưng mà cũng cho sự lên rất vui một bài bài. Và cũng chính vì có gia đình của sự gia đình của cô Thu Mỹ cho nên đến đây cô vui của cô chú, cô Thu Mỹ xin kính chúc cô chú một năm mới và sự bình an và những tốt lành. Và bài hát thứ nhất, Y Phụng xin được trở lại sở trường của mình. Cũng như các cô chú biết là Y Phụng đã từng xuất hiện trong một số DVD trung tâm ở xa với những cơ quốc nhà Bolero. Xin mời cô chú các bác nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi, hay còn gọi là Mới Trí Linh. Bác Trí Linh là rất là thân của ba Y Phụng. Xin mời quý vị nghe lại nhạc phẩm được mang tên Đêm Buồn Tĩnh Lặng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.